Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin quân sự mới nhất Hung hăng ở Biển Đông, tàu sân bay Trung Quốc là hồ giấy hay hồ thật? Trước hết, nói về tiềm lực quân sự và kinh tế của Trung Quốc, thì chúng ta không lấy gì để so sánh cả. Tuy nhiên, đó là đánh giá về mặt tiềm lực, còn về thực chiến và hiệu quả thì chưa biết được. Vì dân ta luôn truyền nhau câu chuyện, kiến giết vòi còn gì. Tuy nhiên, bản chất hung hăng, hiếu chiến của Trung Quốc thì không thay đổi, và các quan điểm, hành động ở Biển Đông thể hiện rõ bản chất đó. Với giọng điệu hiếu chiến quen thuộc, tờ Hoàn Cầu Thời báo lại vừa đang bài viết về khả năng Trung Quốc điều động tàu sân bay Sơn Đông đến Biển Đông để gian đe. Cụ thể, tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng bài, chuyên gia cho rằng tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đã sẵn sàng tới Biển Đông để ngăn chặn những kẻ gây rối. Bài báo trên dẫn lời một số người được gọi là chuyên gia cho rằng đoạn video mà đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đăng tải hồi đầu tuần cho thấy tàu Sơn Đông sẵn sàng đến những khu vực rộng lớn để nâng cao năng lực chiến đấu. Chúng ta thử tìm hiểu một số tính năng cơ bản của tàu sân bay nhé. Về tính sẵn sàng chiến đấu. Tàu sân bay Sơn Đông do Trung Quốc tự đóng dựa trên nền tảng của chiếc liêu ninh mà nước này mua tàu cũ từ Ukraine rồi sửa lại. Tháng 12 năm 2019, tàu Sơn Đông được biên chế cho lực lượng hải quân thuộc chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc. Đây là lực lượng hoạt động ở khu vực Biển Đông. Tàu Sơn Đông có cảng nhà, nằm ở căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam. Đoạn video do CCTV đăng tải cho thấy cảnh máy bay tiêm kích J-15 cất cánh và hạ cánh trên tàu Sơn Đông. Máy bay trực thăng đài nhiệm Z-9S cũng xuất hiện trong video này. Hoàn cầu thời báo dẫn lời một chuyên gia tên Li Chi của Trung Quốc cho rằng, đoạn video trên cho thấy tàu Sơn Đông đã đạt được năng lực chiến đấu cơ bản chỉ sau một năm biên chế cho Hải quân Trung Quốc. Việc tàu chiến này tập trận bắn đạn thật được thể hiện trên việc xây dựng hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc không chỉ là khái niệm. Qua đó, chuyên gia Li Chi cho rằng nên cử tàu Sơn Đông xuống phía Nam, tức Biển Đông, để thực hiện dàn đe hiệu quả nhằm ổn định tình hình. Nhưng thực hư sức mạnh của nó thế nào? Tuy nhiên, xem lại đoạn video do CCTV đăng tải về tàu sân bay Sơn Đông thì cái gọi là tập trận bắn đạn thật chỉ là khai hỏa tên lửa đối không tầm ngắn HQ-10. Về năng lực quan trọng của tàu sân bay là vì triển khai máy bay chiến đấu để tác chiến thì chưa thể hiện rõ ràng. Cụ thể, theo đoạn video trên, các máy bay J-15 vẫn không mang theo tên lửa khi cất cánh và hạ cánh trên tàu Sơn Đông. Trong khi đó, giới chuyên gia quốc tế cho rằng J-15 vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục khi tổ chức tác chiến cùng tàu sân bay Lưu Ninh lẫn Sơn Đông. Nguyên nhân theo tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Hudson Mỹ đánh giá là dòng máy bay J-15 quá nặng để cất và hạ cánh trên tàu sân bay, trong khi cả hai tàu sân bay Lưu Ninh và Sơn Đông đều không được tích hợp bộ phóng đẩy máy bay. Vì thế, máy bay J-15 khi cất cánh trên tàu Lưu Ninh hay Sơn Đông đều không có hệ thống đẩy trợ giúp. Thế nhưng, J-15 có tổng trọng lượng tối đa khi cất cánh lên đến 33 tấn, còn máy bay FA-18 trên tàu sân bay Mỹ có tổng trọng tải tối đa khi cất cánh là 23 tấn. Trong khi đó, không chỉ được trang bị bộ phòng máy bay, tàu sân bay lớp Nimitz hay Ford của Mỹ đều có độ tràn nước lên đến 100.000 tấn và dài hơn 330 mét, túc lớn và dài hơn nhiều so với độ tràn nước khoảng 70.000 tấn và chiều dài lần lượt 300-315 mét của tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông. So sánh với tàu sân bay Ấn Độ, INS Vikrant cũng không có độ đẩy máy bay và có độ tràn nước tương đương tàu Sơn Đông thì INS Vincran dùng trên đấu cơ MiG-29 có tổng trọng tải khi cất cánh chỉ 18 tấn, chỉ bằng 55% so với J-15. Từ những điểm vừa nêu trên, theo tiến sĩ Satoru Nagao, J-15 muốn cất cánh dễ dàng trên tàu sân bay Sơn Đông thì buộc phải mang theo ít vũ khí lẫn nhiên liệu, dẫn đến khả năng tác chiến bị giảm đáng kể, cả về hỏa lực lẫn tầm tác chiến. Thực tế, theo đoạn video mà CCTV đăng tải thì máy bay J15 vẫn không mang theo tên lửa khi cất hạ cánh, nên khả năng nhược điểm vẫn chưa được khắc phục. Cho nên, khả năng tác chiến của tàu sân bay Sơn Đông khó đạt hiệu quả cao. Xét một cách toàn diện, việc sở hữu tàu sân bay là thể hiện sức mạnh quân sự của một quốc gia. Tuy nhiên, để sử dụng toàn diện và hiệu quả tính năng của nó không phải là điều đơn giản. Qua phân tích của các chuyên gia, chúng ta thấy một số hạn chế đáng kể, nếu không muốn nói là cơ bản của tàu sân bay Trung Quốc. Mặc dù vậy, để đánh giá nó là hổ giấy hay hổ thật thì cần nhiều thông tin hơn nữa bản tin của chúng tôi đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại